Với mục đích kết hợp giữa phát huy bản lĩnh kinh nghiệm của lực lượng cựu chiến binh với tinh thần xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Sau hơn một năm triển khai mô hình cựu chiến binh tham gia bí thư chi đoàn danh dự đã mang lại hiệu quả tích cực và hiện mô hình này đang tiếp tục được nhân rộng. Sau hơn một năm được bầu làm bí thư chi đoàn danh dự của chi đoàn 3 xã Diễn Thọ, cựu chiến binh Cao Đăng Biểu đã phát huy phẩm chất người lính trong mọi phong trào cũng như các buổi sinh hoạt của chi đoàn. Đồng chí luôn gần gũi, thân thiện và có những đề xuất mang tính xây dựng, định hướng cũng như giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Nhờ vậy, 54 đoàn viên thanh niên của chi đoàn 3 luôn thấm nhuần tinh thần yêu nước, có nhiều đóng góp hơn cho các phong trào chung của xóm như chung tay xây dựng 1 km đường hoa, 1,5 km đường cờ, ủng hộ 12 triệu đồng để mua trang thiết bị tại nhà văn hóa xóm, kẻ vẽ hàng chục khẩu hiệu tuyên truyền về an toàn giao thông. Cái vai trò của cựu chiến binh được kết hợp làm bí thư đoàn danh dự đó, nó ảnh hưởng rất lớn đến vừa đối với cả cái thanh niên, là người lính. Thì rõ ràng tác phong nhanh nhẹn, một quan điểm lập trường rõ ràng, thẳng thắn, phê và từ phê, gương mẫu trong các phong trào. Từ đó nó ảnh hưởng đến cho cả cái phong trào của đoàn thanh niên, nó thể hiện qua từng cả cái công việc, nhất là công việc cả cái cơ sở là cả mình chỉ làm đoàn viên là có thể hiện rất chi là rõ. Là xã đầu tiên thực hiện mô hình bí thư chi đoàn danh dự, đến nay toàn xã Diễn Tân đã có 4 trên 7 chi đoàn có bí thư danh dự là cựu chiến binh. Ở những chi đoàn này, nhờ có sự kết hợp hài hòa giữa tác phong làm việc nghiêm túc kinh nghiệm của các cựu chiến binh được trao truyền cho thế hệ trẻ, kết hợp với tính xung kích, tinh thần tình nguyện của đoàn viên thanh niên, nên việc triển khai các nghị quyết, chương trình của cấp trên có chuyển biến rõ nét. Khi có cái đồng chí bí thư chi đoàn danh dự thì các cái công trình phần việc thanh niên cấp chi đoàn hay là của đơn xã thì làm rất là tốt. Ba nữa các cái hoạt động của ban chỉ quan công tác mặt trận của xóm thì vai trò của đoàn thanh niên cũng như là có cái sự hướng dẫn cũng như là tham mưu của bên bí thư chi đoàn danh dự thì cái hiệu quả làm tốt. Mô hình bí thư chi đoàn danh dự là kết quả cụ thể hóa hoạt động giữa huyện đoàn và hội cựu chiến binh huyện giai đoạn 2019-2022. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, đến nay toàn huyện đã có 7 xã với 20 chi đoàn có bí thư chi đoàn danh dự là các cựu chiến binh. Mô hình này đã đem lại hiệu ứng tích cực. Công tác giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho đoàn viên thanh niên được thường xuyên hơn. Nhờ vậy, đến nay tỷ lệ tập hợp đoàn viên ở các chi đoàn có bí thư danh dự tăng lên 15%. Bình quân mỗi chi đoàn đã giới thiệu cho đảng ủy kết nạp từ 1 đến 2 đoàn viên ưu tú vào đảng, cũng như xây dựng được từ 2 đến 4 công trình, phần việc thanh niên và mô hình kinh tế giỏi của đoàn viên thanh niên. Bí thư chi đoàn danh dự thì trước hết phải là hội viên của hội cựu chiến binh và có kinh nghiệm, gương mẫu và có tinh thần trách nhiệm cao, có tâm huyết với phong trào để có thể định hướng cũng như đồng hành với các hoạt động của tổ chức đoàn, phối hợp để huy động hội cựu chiến binh cùng tham gia hoạt động của tổ chức đoàn. Với mục tiêu góp phần đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn cũng như cụ thể hóa chương trình phối hợp của huyện đoàn, hội cựu chiến binh huyện, trong thời gian tới, huyện đoàn Diễn Châu sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình bí thư chi đoàn danh dự tại 30 xã với 276 xóm còn lại trong toàn huyện.